Em chào tất cả các bác về kênh Cơ Giới Quả Ba Miền. Thì tiếp tục những video mà em sẽ giới thiệu cho bác về những cái dòng cây ăn quả cũng như những cái dòng cây trồng kinh tế các bác nhé. Hôm nay lên đây để giới thiệu cho các bác về cái giống cây Phật thủ các bạn. Phật thủ như bác biết thì thông thường thì quả thì là dùng để làm bán để vào mỗi dịp lễ Tết này hoặc ngày rằm đó, các bác mua để các bác thắp hương đó. Phật thủ thì tượng trưng cho may mắn, cho tài lộc, và được rất là nhiều khách hàng các bác ưa chuộng để các bác trưng bày vào dịp cuối năm. Cho nên là các bác trồng thì thông thường thì các bác sẽ trồng vào dịp cuối năm để các bác thu hoạch để các bác bán vào dịp Tết các bác nhá. Ở cái thời điểm đấy thì là cái thời điểm mà bán Phật thủ được giá nhất. Phật thủ thì nó lại chia ra nhiều loại các bạn. Bán loại quả của nó thì theo từng size. Đó, các bác nào chăm tốt quả đẹp thì là giá thành bán sẽ rất là cao. Hôm nay em nên giới thiệu cho bác về cây giống của dòng cây Phật thủ và những cái dòng cây mà đã cho quả đấy các bác nhá. Thì các bác nào mà quan tâm về những cái dòng cây nào thì có thể là liên hệ với em. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu trước cho các bác về cái giống cây của dòng cây Phật thủ các bác nhé. Phật thủ thì ghép là gốc bưởi, tuy nhiên thì cái lá nó khác với những dòng chanh và dòng bưởi các bác nhé. Lá nó nhăn và ngọn nó rất là tím để các bác phân biệt, bởi vì là có những khách hàng các bác mới trồng thôi thì thông thường thì cây Phật thủ nó sẽ đắt hơn những cái dòng cây bưởi và cây chanh một chút. Đây là những cái cây có quả của nó các bác nhé. Cái cây có quả này các bác này, trái thì tương đối là to. Những cây này thì được khoảng tầm hơn 1 năm tuổi rồi, hàng nuôi bầu. Đó, đây là trái của Phật thủ. Cái ưu điểm của dòng Phật thủ này thì trái nó rất là thơm các bạn. Các bác có thể thấy là và để được rất là lâu để vận chuyển đi xa ngoài Bắc trong Nam thì cây quả nó sẽ là đảm bảo. Cho nên là ngày Tết thì thông thường là miền Nam ra Bắc mua rất là nhiều. Trong miền Nam thì cũng khá là ít khách hàng các bác trồng dòng Phật thủ này. Em chưa biết là trong đấy nó chưa phù hợp khí hậu hay là các bác chưa biết đến cái dòng cây Phật thủ, cây giống của nó. Tuy nhiên thì em thấy là trong miền Nam các bác đặt mua Phật thủ Tết, đó những bác mua cây của em thì hay đặt nhờ em đặt hộ rất là nhiều. Đó thì là ngoài Bắc mình thì canh tác dòng Phật thủ rất là nhiều và em thấy là giá bán quả cũng rất là cao. Đó, các bác lùa buôn thì em thấy cũng tương đối được giá đấy. Đó, đây là những cái dòng cây Phật thủ đang cho quả. Hàng này hàng cây choai nó là dòng cây mà vận chuyển cho nên là nó hơi bị rụng quả một chút các bác nhé. Nếu mà những cái dòng cây này mà không đi di chuyển xa ấy các bác, mà để trên cây này thì nó rất là bền. Tuy nhiên thì dòng này do vận chuyển qua xe cộ cho nên nó hơi bị rụng một chút. Đó, còn cái quả của nó thì các bác để nó rất là lâu. Và thông thường thì Phật thủ này các bác bán ở xung quanh địa phương mình em thấy là cũng chắc cũng hết hàng thôi, bởi vì là những cái mâm ngũ quả người ta bày tới mấy chục cây, mấy chục quả một quả cây một mâm Phật thủ các bác nhá, một mâm nhá bác nhá. Đó, cho nên là giá thành quả các bác bán thì cũng rất là được giá. Về Phật thủ cây giống thì cái lá của nó thì có thể nhìn thì nó thấy là rất là khác lá chanh các bác nhá. Ngày xưa em mới bán thì rất là nhiều khách hàng các bác còn nhầm tưởng sang những cái dòng cây chanh. Đó, tuy nhiên thì hai dòng này là hoàn toàn khác nhau. Đó, lá của dòng Phật thủ thì rất là khác, ngọn của nó có màu tím đó, khi mà lá non nó ra nó có màu tím các bác nhé, các bác cứ để ý lá là các bác nhìn thấy thôi. Và hiện tại bây giờ thì cây giống vườn em thì hàng cây Phật thủ rất là đẹp, cây giống cực kỳ to và đẹp luôn. Đó, những cái cây này về các bác trồng thì có thể là trồng chậu cũng được, năm sau các bác có thể là chơi rất là đẹp. Phật thủ này tay càng nhiều thì là quả nó lại càng đẹp. Đó. Có những cái cây mà có những cái vườn mà các bác chăm tốt, các bác có kinh nghiệm các bác chăm thì em thấy có những cái quả Phật thủ nó lên tới cả hơn 1 cân các bạn, rất là to, to hơn cả bát ô tô. Đó. Giá thành mỗi quả đấy, nên đợt Tết em có mua mấy quả nó phải rơi vào khoảng tầm từ 5 đến 700 nghìn một quả đấy các bạn. Còn những cái quả mà sai khoảng 5 đến 7 nại thì nó phải rơi tầm khoảng 90 nghìn một quả. Giá em thấy rất là được giá. So với những cái dòng cây bưởi diễn các thứ thì nó được giá rất là nhiều. Và bưởi bây giờ thì trồng quá nhiều và cái công chăm sóc rất là cao. Những cái nhỡ này hiện tại anh em đang sẵn các bác nhé. Số lượng cũng tương đối nhiều. Thì bác nào mà muốn mua những cái cây to này về các bác trồng có quả ăn luôn vào năm sau thì có thể là đặt hàng những cái dòng này. Còn những các bác nào mà trồng số lượng lớn các bác nhé, dòng cây to cây nhỡ này thì giá thành nó cao rất là nhiều,
Nếu bác nào mà mua những cái dòng cây nhỡ một chút hay cây giống thì giá thành rất là rẻ các bác nhé, vài ba chục nghìn thôi, thì bác thể là về các bác trồng làm kinh tế thì rất là hiệu quả. Đó, Phật thủ cây đăng quả nhà em về bạt ngàn. Thì đây là những khách hàng nào mà các bác đang quan tâm đến những cái dòng cây Phật thủ đó, các bác trồng làm kinh tế thì có thể là nhắn tin cho em nhé. Thì em xin tạm dừng ở đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng nhất. Em chào tất cả các bác.